Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đền Hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED âm nước chân đế. Công suất 36W, ánh sáng màu vàng. Sử dụng điện áp 12-24V. Thì ánh trắng vàng có thể sử dụng điện áp 12 hoặc 24V và điện áp xoay chiều hoặc một chiều đều được, tức là AC DC đều được đấy. Thì với tất cả các loại đèn âm nước bắt buộc phải sử dụng nguồn điện áp cho nó là điện áp 12 hoặc 24V, điện áp thấp để đảm bảo an toàn. Khi sử dụng đèn này thì mình sẽ phải sử dụng các cái bộ nguồn hạ áp chuyển đổi từ 220V xuống còn 12 hoặc 24V. Ví dụ như cái bộ này là 24V AC 105W. Hay như bộ này là 50W và cũng là 24V AC. Đấy, thì có đầu vào là điện 220 và đầu ra là 24V sẽ cấp cho đèn. Với điện áp AC này thì rất là tiện là khi mình có thể cấp chung được đèn một màu hay đổi màu đều được. Với một bộ nguồn này thì có thể cấp được cho nhiều đèn. Nhưng công suất của nguồn mình sẽ phải căn cứ vào dựa vào tổng công suất của các đèn và khoảng cách giữa đèn với nguồn để tính ra cái công suất nguồn. Khi lắp các loại đèn mà sử dụng điện áp thấp 12 hoặc 24V ấy, thì chúng ta cần phải lắp dây dẫn to hơn là dây điện 220 nhé. Cái công suất của hệ thống càng lớn thì dây càng phải to. Đây, ví dụ như cái dây đầu ra của điện này là 24V, nó to hơn hẳn so với 220. Đấy. Để giảm bớt hao phí đường dây, điện trên đường dây, cho nên là nó sẽ không bị giảm áp. Đấy. Còn đây là hình thức của mẫu đèn LED âm nước chân đế công suất 36W. Đấy. Đèn này là có 36 mắt LED với một mắt LED 1W, tổng công suất là 36W. Thân đèn là hoàn toàn bằng inox 304, chống rỉ với môi trường nước. Đối với các loại đèn âm nước bắt buộc là phải inox 304. Nếu như mà inox này không đảm bảo thì sử dụng một thời gian nó sẽ bị han rỉ, bị ăn mòn. Với môi trường, nhất là hồ cá koi, thì thông thường là sẽ có hóa chất hoặc là muối mặn, nên nếu mà cái đèn này nó không đảm bảo thì nó sẽ rất là nhanh hỏng. Mẫu đèn âm nước này là có tiêu chuẩn là IP68, là chống chịu nước. Cái đèn này thì nó có hơi khác một chút so với các loại đèn công suất thấp hơn. Vì là với, ví dụ như đây, mẫu đèn này công suất 28W thì chân của nó là chân 24W, chân của nó là chân tròn. Với đèn 36W kích thước to và nặng thì lúc đấy lại làm chân kiểu này. Khi lắp đặt thì mình sẽ là lắp tháo thân đèn ra, mình lắp chân đế trước. Và để ý là mình sẽ lắp cái thân chân đế theo hướng này, để khi mình lắp xong thì mình có thể điều chỉnh được cái góc chiếu sáng như thế này. Đấy, nếu như mà mình lắp như thế này thì khi chỉnh ánh sáng thì rất là khó. Tất nhiên với một số hồ mà muốn chỉnh góc chiếu sáng hướng xuống thì mình có thể lắp như thế này và cho nó hướng xuống dưới. Đấy. Mẫu đèn này có ánh sáng màu vàng. Ngoài màu vàng ra thì còn có màu ánh sáng trắng. Mình có thể đặt mua màu ánh sáng trắng, màu ánh sáng trung tính, màu ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lá và ánh sáng màu tím. Và loại đổi màu RGB. Mẫu đổi màu RGB thì sẽ phối thành 7 màu, gồm có màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu xanh lơ, màu trắng, màu vàng và màu tím. Thì với ánh sáng đổi màu thì nó sẽ nháy đổi liên tục, nháy nhanh, nháy chậm. Đấy. Công suất của đèn là công suất 36W. Ngoài 36W thì còn có công suất nhỏ hơn là công suất 3W, công suất 6W, 9W, 12W, 18W và 24W. 36W là công suất là to, nó chưa phải là to nhất, nhưng mà là trong cái hệ thống mà đèn thường dùng thì thường là loại này là
To nhất rồi, vì khi mà mình lựa chọn công suất to hơn ấy, ví dụ công suất 54W thì kích thước đèn nó rất là to. Khi đấy mình mà lắp vào hồ coi thì trông không được cân đối lắm. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử cái ánh sáng của đèn nhé. Mình sẽ cấp nguồn điện 24V AC công suất 160W cho đèn. Thì cái nguồn này mình đã hạ áp rồi, đấu ra tạm qua cái cọng dây này. Mình sẽ đấu qua cái cầu này, đấu tạm thôi nhé. Còn khi nối ở dưới âm nước thì mình sẽ cuốn băng keo kỹ hơn hoặc là dùng cầu nối. Đấy. Cắm trực tiếp vào nguồn điện là 12 hoặc 24V. Đây thì nguồn điện 24V. Không cắm điện 220 nhé. Cắm điện 220 sẽ cháy ngay. Đấy. Bây giờ mình sẽ bật đèn lên. Mình sẽ tắt đèn bên ngoài đi và bật đèn lên. Đấy. Rất là sáng. Ánh sáng 36W cực kỳ sáng luôn. Ánh sáng rất là mạnh cho nên đèn này chỉ dùng cho hồ lớn thôi, dùng hồ bé quá nhìn có khi lại nó không cũng không không đẹp đâu, thực sự là như thế. Tất nhiên là có một số cái hồ kính ý, thì cũng có thể dùng một đèn này cũng được, nhưng mà mình nên lắp âm nước nhé, không nên lắp trên cạn rọi xuống nó không đẹp bằng âm nước đâu. Âm nước thì nó ánh sáng nó tỏa ngang, mình sẽ sử dụng được hết cái luồng sáng đấy, tỏa ngang và tạo ra một cái luồng sáng rất là đẹp. Ánh sáng này là ánh sáng chiếu điểm, không phải chiếu tỏa. Đấy, thấy không? Chiếu điểm. Nên là nó chiếu khá là xa. Khá là xa. Công suất 36W rất là lớn. Nhìn như màu trắng đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là màu vàng. Nó qua qua cái cam thì nhìn nó hơi hơi trắng thế thôi. Còn mắt thường thì nhìn rất là màu vàng. Đấy. Sáng rất là đẹp. Ánh sáng rất là mạnh đấy. Cái này đèn này chỉ dùng cho hồ lớn thôi. Hồ bé thì mình dùng công suất 16W, 9W, 12W thôi. Có cái hồ thì dùng 18W. Đấy. Đấu qua nguồn điện áp thấp nên rất là an toàn. Bây giờ mình sẽ test nước cái đèn công suất 36W này nhé. À, mình đấu điện lại này. Điện 24V cho nên là rất khi mình ngâm nước mình thoải mái. Đây, mình sẽ ngâm nước nhé. Đấy. Với đèn điện 12 hoặc 24V thì mới sử dụng âm nước nhé, không 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 sử dụng điện 220 âm nước đâu, rất là nguy hiểm. Đấy. Cái đèn này là khi mình để xuống nước này là nó sẽ nổi nhé. Bởi vì trong này nó còn không khí mà, còn không khí bên trong nên là nó nổi. Đèn khá là nặng đấy nhưng mà nó vẫn nổi. Đấy. Âm nước thoải mái. Cái này IP68. Đấy, bây giờ mình sẽ cấp điện cho đèn nhé. Khi lắp đặt thì mình lắp đây, lắp thành hồ, ví dụ thành hồ này. Mình sẽ lắp sâu xuống khoảng tầm 20 đến 50 cm. Thông thường là khoảng tầm 20-30 thôi, đèn này to. Lắp sâu quá cũng không đẹp đâu. Đấy. Đây là cái này nước nó hơi ít nên mình cứ để tạm vậy. Đấy. Đảm bảo an toàn. Đấy. Rất là sáng, mắt thường nhìn thấy sáng lắm. Cái này mà lắp vào trong hồ nước cực kỳ sáng. Đấy, ví dụ cái đèn này nó hơi to thì mình để ra ngoài để nhìn được cái ánh sáng của nước. Nó hơi sóng sánh đúng không? Đấy. Ánh sáng bên ngoài nhìn nó đẹp hơn nhiều.